Dạ yeah, Hiếu Fan Vlog xin mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương Chào mừng quý vị trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu trong ngày hôm nay thì nội dung trong video này Hiếu lại tiếp tục nói về câu chuyện của thiền âm minh bộ vũ trụ và đặc biệt là nói về cái vấn đề mà từ thiện họ đã lợi dụng danh tính của thiền âm minh bộ trụ để mà kêu gọi quyên góp trục lợi về cho bản thân của họ khi mà mục đích không có đạt được thì họ lại quay xe vu khống gán ghép cho thiền âm minh bộ trụ và thậm chí là thưa kiện thiền âm minh bộ trụ buộc họ là phải đi tù ở đây nữa thưa vị khán giả thì nghĩ đến Thiền Am chỉ là một nạn nhân bị lợi dụng danh tiếng. Nhưng mà cuối cùng thì Thiền Am phải vướng vào à, những cái tai tiếng mà xã hội dư luận hiện tại đang rất là bàn tán xôn xao ở đây. Thì thật sự rất là đáng thương cho Thiền Am Anh Bộ Trụ. Thì trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của Hiếu. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. À. Thì mấy ngày nay quý vị khán giả cũng nghe rùm beng rộn ràng ở trên không gian mạng là ở bên phe đối lập cũng đưa ông Trùm Từ Thiện lên để mà phân tích mẫu xẻ về cái vấn đề tiền bạc với chú Trần Đình Nguyên ở Canada Thì sáng nay Hiếu có coi một cái đoạn video clip ở trên kênh của Luật sư Vlog Thì chú Thiện Đạt cũng lên thách đố chú Trần Đình Nguyên, thưa quý vị, đó, nói là chú Trần Đình Nguyên mà lôi cái sự việc này ra đó thì chú Thiện Đạt sẽ tiếp tục là kêu gọi bạn bè làm đơn tố cáo gì đó vân vân về cái vấn đề từ thiện này lừa đảo trục lợi vân vân đó còn ở bên chú Trần Đình Nguyên đó thì cũng cho rằng những cái gì mà ông Thiện Đạt nên nói đều hoàn toàn bịa đặt lắp liếm sai sự thật ở đây hết thì giữa hai bên cũng đang rất là căng thẳng với nhau và cái sự việc mà quý vị khán giả cũng biết là trước đây chú Trần Đình Nguyên có gửi về cho chú Thiện Đạt là 6.400 đô và giữa hai bên cũng có cái giao kèo là 2.400 đô gửi cho Thiện Am còn 4.000 đô còn lại đó là phải sửa chữa nhà bếp cũng như là làm cái washroom gì đó thưa quý vị nhưng mà trong cái thỏa thuận này ở trong cái giao kèo này thì bên chú Thiền Đạt không có thực hiện à, Đối với chú Trần Đình Nguyên giữa hai bên đã giao kèo trước đây Thì nó cũng dấy lên một cái sự mâu thuẫn giữa hai người Thưa quý vị khán giả Thì à, bên chú Thiền Đạt thì thách thức cũng rất là dữ dội Hiếu cũng muốn cho vị nghe lắm Nhưng mà à, ông ấy à, chửi thề dữ quá đó, dùng những cái ngôn từ nó hơi thô thiển tục tiểu cho nên là không thể nào mà chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả được biết còn ở bên chú trần đình nguyên đó thì nói rằng là ông thiện đạt nên hết sức là bình tĩnh sáng suốt đừng có bị uh, uh, những kênh youtube ở bên phe đối lập chính địa địa họ lợi dụng ông đó để mà À, lên nói như thế này thế nọ không có tốt cho ông đâu đó thì chú trần đình nguyên cũng có cái lời khuyên đó và cái điều mà chúng ta quan tâm ở đây á chú thiện đạt nói nhưng mà không có đưa ra được cái bằng chứng là có nhận tiền hay không là có bill hay không nhưng mà bên chú trần đình nguyên chuyển tiền thì có giữ lại những cái bill đó và chú trần đình nguyên cũng đưa lên cho tất cả mọi người đều xem ở trong cái buổi livestream thưa quý vị khán giả thì qua cái sự việc này chúng ta nghĩ ngay đến cái thiền am minh bảo trụ à, chỉ là một nạn nhân trong cái vấn đề này thôi thưa vị khán giả thì à, chúng ta biết rằng từ bấy lâu nay có rất là nhiều người à, và đặc biệt là trước đây đi chúng ta nói về vấn đề trước đây là chú thiền đạt cũng tự nguyện làm chánh điện cho thiền am minh bảo trụ nó nếu mà thiền âm minh bảo trụ không có những đứa bé nổi tiếng qua từng cái cuộc thi như là thách thức tranh hài vân vân à, và cái sự ngoan hiền lễ phép đáng thương của các bé dễ thương của các bé đó thì các mạnh thường quân có ủng hộ hay không? Cho nên là họ biết rằng các mạnh thường quân đang rất là quan tâm đến uh, các bé. Cho nên là những người mà cái tâm họ đó uh, không có được uh, trong sáng đó, họ muốn lợi dụng danh tiếng của các bé nói riêng cũng như là Thiền Am Minh Bộ trụ nói chung. Trước đây là tình thất bồng lai thưa vị để mà trục lợi riêng cho bản thân của họ kêu gọi quyên góp từ thiện để mà giúp đỡ cho đại gia đình Thiền Am. Nhưng mà cái số tiền chuyển cho thiền am á thì nó không có được trọn vẹn và cũng bị ăn bớt cắt sáng gì đó khi mà bị phát hiện rồi thì họ lại quay xe quay lưng mà tố cáo thiền am minh bộ trụ có những cái hành vi như là lừa đảo chiếm đoạt trục lợi vân vân lợi dụng các bé để mà đánh động lòng yêu thương của mọi người ủng hộ thì họ cũng lên biêu ríu nói xấu hàng ngày nhưng mà chúng ta biết rằng đó tất cả mạnh thường quân đến với thiền am mà những người có tâm đó người ta thấy được rằng nơi đây là một cái nơi đào tạo trẻ một cái nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi rất là tuyệt vời và dạy dỗ các bé nên người ngoan ngoãn lễ phép thông minh tất cả những cái mạnh thường quân ủng hộ cho thiền am mà có cái tâm sáng họ tự nguyện họ làm cái điều đó chỉ một số thành phần tổ chức cá nhân thôi vì cái mưu cầu trục lợi mà không có đạt được mục đích thì bắt đầu họ quay mặt đó, trở mặt họ nói xấu xúc phạm đến thầy ông nội giống như, như là đại gia đình thiện âm rồi trụ nói chung thì ở đây chúng ta quan nên thầy ông nội một cái điều rằng thầy có một cái nhận định một cái giác quan thứ sáu đó thưa vị là phán đoán được cái người đó có cái tâm xấu hay không thì thầy cũng rất là hay trong cái vấn đề này thưa vị bởi vì trước đây chúng ta cũng nghĩ thấy là có một vài cái trường hợp một vài cá nhân. Trước tiên đó là sau cái vụ án 50 người đó thì có một cái luật sư Trần Quốc Vũ á cũng đến đây để mà à, muốn là bảo vệ mặt pháp lý cho Thiền Am. Nhưng mà à, vì cái tư lợi cá nhân mà thầy ông nội cũng đã phát hiện ra cái ông này và cuối cùng thì giữa hai bên không có à, thống nhất và không có đi đến đâu hết thì à, ông Trần Quốc Vũ này sau đó mới trở về. À, đó quay xe rồi nói xấu thiền âm bộ trụ như thế này thế nọ các kiểu hết thì chúng ta cũng thấy rằng thầy ông nội phát hiện ra được những cái con người tâm tính xấu xa lợi dụng thiền âm để mà mưu cầu trục lợi ở đây đó, thì thầy rất là hay đúng không ạ à? và lần lượt sau đó thì cũng có một số cá nhân như là thám tử nè đó anh chàng thám tử nè cũng phối hợp với ông thắng là muốn hãm hại thiền a minh bộ trụ đòi với cái giá là 100 triệu đồng đó thưa vị khán giả rồi trang vina vân vân rất là nhiều thành phần tổ chức cá nhân rồi ông thiện đạt này nữa nè có nhiều lắm thưa vị nhưng mà mình thấy là thầy ông nội rất là hay ở đây đúng không ạ à? khi mà thầy đã kịp thời phát giác ra được những cái thành phần tổ chức cá nhân xấu xa như thế này họ đến với thiền am không vì cái tâm của họ mà họ muốn lợi dụng danh tính của thiền am lợi dụng danh tính của các bé để mà trục lợi riêng cho bản thân của họ nhưng mà khi không đạt được mục đích thì họ lại quay xe nói xấu vân vân thì chúng ta thấy rằng thầy ông nội quá tuyệt vời trong cái vấn đề này đúng không quý vị còn cái sự việc giữa chú thiện đạt cũng như là chú trần đình nguyên đó thì chúng ta không biết là sẽ đi đến đâu nhưng mà hiếu thấy một điều rằng là bên phía chú Trần Đình Nguyên nói có bằng chứng rất là rõ ràng thưa quý vị còn bên chú Thiện Đạt đó lên nói chửi bới nhưng mà không có đưa ra được cái bằng chứng thì ở đây quý vị khán giả tin ai à rất mong là quý vị khán giả cũng để lại bình luận nhận xét nhé à, và sau đây để cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn tình tự chi tiết À, trong cái sự việc là thiền a minh bờ vũ trụ đã bị lợi dụng như thế nào bởi những thành phần tổ chức cá nhân họ có mưu cầu trục lợi đó, lợi dụng danh tiếng của thiền am nhưng mà cuối cùng thì cũng bị thầy ông nội phát hiện đó và từ chối hợp tác với những thành phần tổ chức cá nhân này thì có một bài bình luận cũng khá là hay của chị lê hồng sẽ trình bài lại hết tất cả những cái sự việc mà những người này đã lợi dụng thiền am như thế nào và bị thầy ông nội phát hiện ra sao thì mời quý vị khán giả cùng đến với phần chia sẻ của Hiếu với cái bài bình luận khá là hay của chị Lê Hồng em cảm ơn chị rất là nhiều chị Lê Hồng cũng là một trong những khán giả suốt 4 năm năm nay rồi cũng đi theo cái câu chuyện của Thiền Am và yêu thương ủng hộ các bé rất là nhiệt tình ở đây và có những cái nhận định rất là hay bởi vì chị rất là rành rọt À, mọi cái sự việc ở trong thiền am diễn ra thưa quý vị khán giả à, hiếu mời quý vị cùng nghe hiếu đọc nhé à, chị lê hồng nói là thiện đạt và quốc võ là hai tên lợi dụng danh tính của năm chú tiểu để kêu gọi tiền mạnh thường quân làm chiếc cầu nhân ái thứ nhất hai tên này thấy dễ ăn chặn tiền của mạnh thường vân về chiếc cầu nhân ái nên hai tên quốc võ thiện đạt tiếp tục kêu gọi tiền của mạnh thường quân để làm chiếc cầu nhân ái thứ hai ở việt nam nhưng bị ông cụ lê tùng vân phát hiện hai tên này lấy danh tánh của năm chú tiểu để kêu gọi tiền mạnh thường quân nên ông cụ tùng vân tuyên bố yêu cầu thiện đạt và quốc võ không được lợi dụng tên tuổi của năm chú tiểu ở thiền am đem ra kêu gọi tiền của mạnh thường quân để làm chiếc cầu nhân ái thứ hai Hai tên mang gợ bị ổi lừa đảo này không còn cơ hội để tiếp tục ăn chặn được nữa vì câu nói của ông cụ Lê Tùng Vân mà Mạnh Thường Quân không đóng góp nữa. Nên từ đấy hai tên quốc võ và thiện đạt đem lòng căm ghét cụ Lê Tùng Vân và quay xe nhảy qua bảo vệ bên vực ông Võ Văn Thắng. Bọn chúng À, móc nối lên kế hoạch hãm hại Thiền Am và thầy ông nội đủ chiêu trò. Nào là dựng chuyện bịa đặt vu khống trà đạp nhục mạ bôi nhọ danh dự nhân phẩm của ông cụ Tùng Vân. Nghe thật là kinh thiên động địa toàn lời thiêu dệt bịa đặt. Nói riêng về cái tên Thiện Đạt này, tên thật là Tô Văn Thành, Tên này lúc đầu tiên vào Thiền Am tỏ ra yêu thương các bé, mua bánh kẹo vào cho các bé và hôn hít ôm ấp giống như thương yêu thật sự. Mạnh Thường Quân thấy rất là cảm động và tin tưởng. Và lúc đó Mạnh Thường Quân cũng nghe tên Hoàng Long năm sau, bạn thân của Thiện Đạt, giới thiệu khoe khoang. Thiện Đạt là người tốt, đã làm tâm thiện được 20 năm, nên Mạnh Thường Quân các nơi rất tin tưởng tấp nập gửi tiền về cho thiện đạt để sửa chánh điện và làm sinh nhật cho năm chú tiểu tài năng thông minh trí tệ lễ phép và nhờ thiện đạt đưa cả gia đình thiện am đi du lịch ăn nhà hàng chay và tắm biển tắm bùng tất cả những gì thiện đạt làm cho thiện am đều là tiền của mạnh thường quân nhờ tên thiện đạt này thấy dễ ăn chặn sướng quá và lúc này À, đang trúng mánh vì tất cả mạnh thường quân ai cũng tin tưởng thiện đạt nên thiện đạt mới bày ra cái chiêu trò là sẽ mở ra cái trung tâm nhân đạo nuôi trẻ mồ côi tại cơ sở thiền am vì thiện đạt dư biết những chú tiểu ở đó là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng tỉnh thất bồng lai và ngoài bụi ở bệnh viện từ vũ do đó thiện đạt mới đề nghị ở thiền am tất cả hợp mặt để thiện đạt bàn một việc là mở trung tâm nhân đạo nuôi trẻ mồ côi tại Thiền Am. Thiện Đạt lúc này rất là có quy và tỏ ra là người hết sức thương yêu Thiền Am. Nên ở Thiền Am nể và cùng ngồi lại để cho Thiện Đạt bàn một vấn đề gì đó. Thì mô Phật, Thiện Đạt đã lộ chân tướng tại lúc này. Thiện Đạt nói bây giờ mở ra cái trung tâm nhân đạo tại nơi đây. Thiện Đạt phân công cho vợ của Thiện Đạt là làm tổng giám đốc, còn Thiện Đạt thì là quản lý tài chính, còn bạn của Thiện Đạt năm sao thì làm thư ký, còn các thầy Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Nhất Tệ, Nhị Nguyên, Trùng Dương thì dạy dỗ các em học tập còn các cô phân chia ra làm bếp chăm sóc cho các bé ăn uống giặt giũ quần áo làm bếp lau nhà quét dọn ông cụ lê tùng vân già rồi chỉ nghỉ ngơi cho khỏe lúc này ông cụ tùng vân trả lời không chấp nhận thiện đạt về nhà của mình mà mở trung tâm nhân đạo ông cụ không đồng ý mở tại địa điểm thiền am ông cụ tùng vân vừa nói xong thiện đạt tỏ ra bất mãn quay lưng bỏ ra về bắt đầu căm ghét ông cụ Tùng Vân vì Thiện Đạt không còn cơ hội để lợi dụng Thiền Am để lừa đảo trục lợi tiền của Mạnh Thường Quân được nữa. Lúc này bắt đầu uh, Thiện Đạt với quốc võ vây xe bịa đặt vu khống trà đạp bo nhọ danh dự nhân phẩm của ông cụ Lê Tùng Vân đủ điều. Nào là vu khống nói láo rằng mở trung tâm nhân đạo nuôi trẻ mồ côi mà ông cụ Tùng Vân đòi cho ông làm giám đốc. Ông mới chịu còn không, ông không cho mở tại nhà của ổng mô phật bó tay hết thuốc chữa cho cái loại mất dạy vô nhân tính vô đạo đức vô lương thường à, đạo lý bốn năm qua hai tên quốc võ và thiện đạt đem lòng căm gác ông cụ lê tùng vân và những người ở thiền am bọn chúng cộng tác với bọn nghĩa địa vu khống đặt điều vu quan giá quả nói sống cho ông cụ lê tùng vân và những người ở thiền am nghe nổi da gà dựng, dựng tóc gáy À, bọn chúng nó toàn là nói lời thiêu dệt bịa đặt vô căn cứ để hãm hại Thiền Am, kể cả tên Phản Phúc Nguyễn Trường Giang tự xưng là Thám Tử cao cũng môi mốc à, với bọn Thiền Đạt quốc võ cùng với Võ Văn Thắng lên kế hoạch hãm hại Thiền Am. Đó, đó là cái bài viết của chị Lê Hồng, một cái bài viết cũng khá là hay, chi tiết xúc tích thấu tình đạt lý ở đây kể về cái sự việc là những người đã từng lợi dụng thiền am minh bầu trụ đặc biệt là lợi dụng danh tánh của các bé ở đây để mà kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi khi mà cái mục đích của họ không đạt được thì họ quay xe trở ra ngoài bắt đầu là cấu kết với nhau nói xấu hãm hại thiền am nào là vu khống bị đặt bôi nhọ xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của thầy nói riêng và cả gia đình thiền am minh bầu trụ nói chung thì quý vị khán giả nhận xét như thế nào về những cái con người này thưa quý vị khán giả đó thì nội dung hôm nay thì hiếu chỉ chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là cái câu chuyện cái sự việc hiện tại đây nó cũng lên một cái đỉnh điểm rất là cao trào đó, giữa hai bên một bên cho và một bên nhận và đây cũng là một cái sự việc hiện tại đây cũng được dư luận rất là quan tâm đó, bởi vì họ biết rằng là thiện an minh vũ trụ đang bị cơ quan chức năng điều tra về cái hành vi là có lừa đảo trục lợi chiếm đoạt tài sản ở đây hay không thì ở bên phe đối lập họ lợi dụng cái cơ hội này được gọi là thừa nước đục thả câu đó thưa quý vị đó để mà họ làm tới luôn là họ muốn là tiền ăn mình bảo trụ phải vướng vào cái tội danh này thưa quý vị đó thì vấn đề này họ muốn nói gì họ nói chúng ta chỉ tin tưởng vào bên phía cơ quan chức năng và cũng rất mong là bên phía cơ quan chức năng làm rõ cái vấn đề này một cách công minh công tâm ở đây chứ không có theo phe phái để mà uh, kết án quan cho người vô tội ở đây thưa quý vị khán giả và nội dung trong cái bài viết này chị ấy nói cũng rất là hay rất là rõ ràng cũng nêu ra một số à, nhờ, nhờ danh tính của một số người mà trước đây đã từng yêu thương ủng hộ Thiền Am đó chỉ là tình yêu thương giả tạo mà thôi khi mà không đạt được mục đích thì họ đã quay xe và nói xấu xúc phạm đến gia đình Thiền Am và thèm nội rất là dữ dội thưa vị hiện tại thì cái sự việc này cũng đang ở trên cái đường là cao trào giữa hai bên đấu tố với nhau cũng rất là dữ dội mà ở đây cái nơi đáng thương nhất không ai khác chính là thiền am bên bộ Vũ trụ họ cũng chỉ là một nạn nhân trong cái vấn đề mà bị lợi dụng danh tiếng để mà trục lợi riêng cho những thành phần tổ chức cá nhân mà thôi thưa quý vị khán giả thì chúng ta cũng mong rằng là thiền am minh bảo trụ thoát qua tất cả mọi kiếp nạn và không có vướng vào bất cứ cái tội danh nào khác thưa quý vị bởi vì hiện tại đây thiền am minh bảo trụ rất là khổ rồi đó sáu thầy cô là phải vướng vào vòng lao lý với 23 năm 6 tháng thù chỉ có thầy ông nội được ở nhà chấp hành án mà thôi thưa quý vị còn cái vấn đề của cô lê thu vân á thì quý vị khán giả hiện tại đây cũng đang rất là quan tâm đúng không à, ạ bởi vì cô cũng đang là người bị mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối đó cũng rất là tội nghiệp cho cô sức khỏe thì cũng yếu thân thể thì gầy gò thưa quý vị khán giả thì không biết sẽ như thế nào đây thì chúng ta còn chờ đợi thời gian sẽ trả lời về cái vấn đề của cô Lê Thu Vân và chúng ta cũng hy vọng rằng là thầy ông nội và các thầy cô còn lại hãy vững tin đặt niềm tin ngày mai trời lại sáng thủ án xong thì các thầy cô sẽ quay trở lại xung họp với đại gia đình thiện am bên bộ trụ và chúng ta cũng hy vọng là thầy ông nội sức khỏe dồi dào để chờ đợi cái ngày mà các thầy cô trở về nhà xung họp đó cũng là những gì mà hiếu rất mong là vì khán giả để lại một cái lời bình luận cầu nguyện và nhận xét cho cái video clip ngày hôm nay và đặc biệt là cái nội dung trong cái bài viết của chị lê hồng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều video đến đây cũng hơi dài và hiếu xin được tạm dừng ở đây à, một lần nữa hiếu kính chúc cho tất cả quý vị khán giả trên kênh của hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc còn bây giờ xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ à.